Cuộc thương khó của toàn thể mầu nhiệm Đức Kitô. Trích bài diễn giải thánh vịnh của Thánh Âu Tinh Giám Mục. Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa, xin lắng nghe lời con. Lời này mọi người chúng ta đều có thể nói, không phải tôi nói, mà là toàn thể mầu nhiệm Đức Kitô nói. Nhưng lời này chủ yếu được nói lên là nhân danh thân thể mầu nhiệm. Vì khi còn ở đời này, Người đã mang xác phàm của chúng ta mà cầu nguyện, và đã cầu nguyện cùng Chúa Cha nhân danh thân thể mầu nhiệm. Và khi Người cầu nguyện thì có những giọt máu từ toàn thân Người nhỏ xuống, như có lời chép trong Tin Mừng. Đức Giêsu khẩn thiết cầu xin và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống. Máu từ toàn thân chảy ra là gì nếu không phải là cuộc thương khó của các vị tử đạo thuộc toàn thể hội thánh? Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa, xin lắng nghe lời con. Xin lưu tâm đến tiếng con khẩn cầu. Mỗi khi con kêu lên cùng Chúa, ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước thánh nhan, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều. Người Kitô hữu nào cũng biết rằng điều đó thường được hiểu về chính Đức Kitô là đầu. Quả vậy, khi ngày đã xế chiều, Chúa hy sinh mạng sống trên thập giá để rồi lấy lại. Người không miễn cưỡng chịu mất sự sống đâu. Nhưng chúng ta cũng đã có mặt tại đó, bởi vì cái gì treo trên cây gỗ của Người nếu không phải là thân xác Người đã nhận từ loài người chúng ta? Và làm sao Thiên Chúa Cha có thể ruồng rẫy và bỏ rơi con một, đấng cùng với Người là Thiên Chúa duy nhất? Khi đóng đinh bản tính yếu hèn của chúng ta vào thập giá, nơi mà theo Thánh Phaolô, con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, thì bằng tiếng nói của chính con người chúng ta, Đức Kitô đã kêu lên: Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Đó là lễ tế ban chiều, là cuộc thương khó của Chúa, là thập giá của Chúa, là lễ dâng tế vật sinh ơn cứu độ, lễ toàn thiêu đẹp lòng Thiên Chúa. Lễ tế ban chiều đó, Người đã biến thành của lễ ban mai trong cuộc phục sinh của Người. Lời nguyện tinh tuyền nhất phát xuất từ đáy lòng tín hữu khác nào hương trầm bay lên từ bàn thánh. Không gì làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn hương thơm của Chúa Kitô, nên mọi tín hữu phải đượm nhuần và tỏa ra hương thơm đó. Thánh Phaolô tông đồ đã nói: Con người cũ nơi chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.